Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay thì Quốc Võ cũng xin mời quý vị một tách trà nóng buổi sáng nha. Mình uống trà để mình tâm sự với nhau. Đây là cái loại trà Acetaba mà Quốc Võ đang bán ở thị trường, rất là nhiều người đang thích. Thì hiện tại bây giờ thì có những đợt khuyến mại đặc biệt ha. Quý vị cứ điện thoại cho Quốc Võ để mình biết thêm những đợt khuyến mại như thế nào. Thì vui lòng điện thoại, số điện thoại là 714-247-9474 nha quý vị nha. Rồi, xin mời mọi người. Sáng mình uống trà nó thơm lắm, dễ chịu lắm. Hôm nay thì Quốc Võ cũng xin trở lại câu chuyện của bà Nguyễn Phương Hằng. Thì mỗi ngày như vậy đó, chúng ta đều giao lưu với nhau bằng những cái cuộc nói chuyện như thế này. Thứ nhất là để chúng ta luôn luôn tương tác gần gũi nhau, để hiểu nhau nhiều hơn. Thứ hai nữa là mình cũng trao đổi cho mọi người bằng những cái dòng tin nhắn đó quý vị. Quốc Võ nói bằng lời nói nhưng với quý vị trả lời bằng những lần đợt tin nhắn đó, thì mình cũng có cái sự giao lưu để mình hiểu thêm cái ý nguyện, tức là cái mong ước của mọi người như thế nào trong thời gian sắp tới. Và những cái câu chuyện này thì mỗi người đều có một cái quan điểm riêng ha, cho nên là Quốc Võ cũng muốn mong muốn rằng là mình tìm hiểu cái ý của mọi người là như thế nào, rồi nắm bắt được những thông tin cần thiết. Thậm chí là nếu quý vị nào ở Việt Nam mà biết được những thông tin hay đó thì có thể chia sẻ với lại Quốc Võ để Quốc Võ cùng giao lưu và trao đổi với nhau. Hôm nay tự nhiên mình cảm thấy nhiều cảm xúc khi mà mình nghe lại một trong những cái lời mà nói chuyện của bà Hằng ở trên mạng xã hội đó. Thì đặc biệt là trong cái thời gian mà bà còn ở ngoài đó thì livestream rất là nhiều. Không phải lúc nào bà Hằng cũng lên mạng để chửi bới người này người nọ đâu quý vị. Có những cái lúc mà lắng lòng xuống để nói chuyện. Nói bằng cái lẽ phải, nói bằng cái tâm tư tình cảm của mình. Và nếu như quý vị nào mà có những cái trái tim nhân nhân hậu đó, thì quý vị nghe những cái lời nói như thế này thì quý vị cảm thấy rằng là mình rất là xúc động, nhiều cảm xúc lắm. Tại vì mình biết, mình hiểu được cái tấm lòng của những người lương thiện, họ muốn làm gì cho quê hương, cho đất nước, cho người nghèo khó, cho những hoàn cảnh cơ nhỡ, rồi cho những trẻ em mồ côi, trẻ em bị bệnh tim, bệnh não ống thủy, vân vân. Nói chung rất là nhiều công việc thiện nguyện mà ông Dũng bà Hằng đã làm trong cái quá khứ mà chúng ta thật sự mà nói rằng là nó quá lớn đi. Cái tầm vóc mà là từ thiện của bà Dũng bà Hằng thì chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể đong đếm được. Mình không, không cũng thể ngờ được là cái tầm vóc mà làm từ thiện mà lớn như vậy quý vị. Thì chỉ có những người mà có tiền nhiều, giống như tỷ phú giống như bà Dũng Hằng thì mới làm nổi, chứ còn nếu như mà chúng ta thì thật sự mà nói rằng là mình không có khả năng. Mỗi người đều có cái muốn làm từ thiện nhưng mà làm bằng cái khả năng của mình thôi, có ít làm ít, có nhiều làm nhiều. Có những người nói thì mình lo cho bản thân mình chưa xong mà làm từ thiện cái gì, thì thật sự mà nói rằng là ai cũng có thể làm được việc thiện nguyện hết á. Mình không không thể làm bằng tiền thì mình làm bằng cái công sức bỏ ra, hoặc là bằng những cái ý nghĩ thôi cũng tốt rồi quý vị. Chỉ cần là một cái sự có suy nghĩ thôi là cũng đã tốt rồi. Còn nếu như vị nào mà có tiền thì mình sử dụng cái đồng tiền của mình để mình làm. Có ít thì ít, còn không có thì mình có thể mình đưa những hoàn cảnh lên trên mạng xã hội để cho mọi người có thể là thấy được và thể giúp đỡ được. Đó cũng là cái công sức của chúng ta mình bỏ ra. Thì nói chung có nhiều cách khác nhau lắm. Trong cái câu chuyện mà chúng ta để ý đến bà Hằng nhiều nhất là cái công việc thiện nguyện. Và cái sự can đảm mà bà đã đứng lên để vạch trần ra những cái điều mà sai trái trong xã hội đó, thì cái sự can đảm là một ha, và cái vấn đề về thiện nguyện là hai. Thì hai cái đó là cái điều mà chúng ta quan tâm nhất. Còn vấn đề về cái tài sản của bà Hằng có bao nhiêu tỷ hoặc là có bao nhiêu cái hộp xoàn thì chúng ta không có quan tâm, không cần thiết phải quan tâm đến điều đó. Nhưng mà Quốc Võ là một cái người thì sống vì tình cảm nhiều hơn, sống vì cái lẽ phải nhiều hơn, thì Quốc Võ để ý tới những cái chuyện mà những chuyện tốt ha mà ông Dũng bà Hằng đã làm đó, thì mình để ý cái vấn đề đó. Chứ còn bà Hằng giàu cỡ nào thì đối với Võ thì cũng không thành thành vấn đề đó. Giàu nghèo gì đối với Võ là chuyện nhỏ, không 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 thành vấn đề. Thì hôm nay thì mình nói cái câu chuyện về cái vấn đề về từ thiện, những cái chuyện mà cái tâm từ thiện á. Bây giờ thì Quốc Võ sẽ cho quý vị nghe qua một số những cái lời tức là nói chuyện của bà Hằng đó trên mạng xã hội đó quý vị. Những lần mà livestream có những cái hỉ nộ ái ố, có lúc thì bực
bực bội lên chửi mạng trên mạng xã hội để chửi bới, để coi như là nhục mạ những người khác cho nó bỏ ghét, bởi vì những người kia họ họ vu khống mà nhục mạ mình. Nó quá sức tưởng tượng này, nó quá sự chịu đựng, cho nên là bà Hằng mới đớp chát lại, mới mới trả đũa lại. Có những lúc thì bà Hằng lại rất có nhiều cảm xúc, nói trong nước mắt, nói về những cái điều mình đã làm nhưng mà đã bị người ta phủi sạch hết tất cả, người ta phủ nhận hết tất cả. Không biết là người ta có thù với mình từ kiếp trước hay không, hay là chúng hay là người ta bênh vực nhau, người ta bày đàn với nhau để người ta bôi nhọ, người ta vu khống, người ta nhục mạ mình. Cũng không không biết những cái nhân, những cá nhân đó, những nhân vật đó là bà Hằng cũng đã từng gửi đơn đến cơ quan chức năng để mà khởi kiện rồi ha, nhưng mà đến thời điểm này thì chỉ có một vài cá nhân thôi đã bị bắt tạm giam thôi, chứ chưa phải là tất cả. Thì ngược lại những cái cá nhân đó họ cũng quay trở lại, họ khởi kiện bà Hằng đó, và bà Hằng thì lại bị bắt giam tới 16 tháng hơn. Như vậy thì từ một cái người mà tố giác tội phạm lại trở thành là phạm tội, thì cái này là cái điều mà chúng ta cảm thấy rất là nghi ngờ. Nói chung là không 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 hiểu được tại sao lại có những vấn đề này, phải không ạ? Nếu mà bắt là bắt hết nguyên cả một đám, tất cả những người liên quan tới câu chuyện này, ai đầu têu mối nhợ, ai bêu xấu ai trước, lôi hết ra bắt nguyên cả đám luôn rồi xử, chứ không thể nào mà chỉ có một phía, đúng không ạ? Thì thật sự mà nói đó, khi mà mình nghe tất cả những cái lời mà nói chuyện với bà Hằng trên online đó, trong những cái lần mà livestream đó, thì không phải lúc nào bà Hằng cũng sân si, bà cũng chửi bới, bà cũng nhục mạ người khác đâu, mà có những lúc lắng lòng lắng động xuống nói chuyện rất là nhiều cái cảm xúc, và đây là một trong những cảm xúc của bà Hằng. Bây giờ xin mời quý vị hãy cùng cùng nghe nha. Vì biết cách đây 2 năm thì vợ chồng tôi đã tài trợ cho một số bác sĩ rất giỏi ở bệnh viện Chợ Rẫy đi đi học, đi qua bên Hàn Quốc để mà học cái chương trình mà ghép phổi. Vợ chồng tôi đã tài trợ hết và đi về thành công, đi học suốt mấy tháng để học cái ghép phổi, để mà khi mà ở Việt Nam có những cái ca bệnh mà phải đi qua tới nước ngoài ghép phổi đó. Thì bây giờ Việt Nam mình y tế rất là tiến bộ, chúng tôi là những người âm thầm tài trợ cho họ đi, họ ăn, họ ở đến khi họ về. Vậy thì những cái câu chuyện đó có ai biết không quý vị? Những con người được đào tạo, muốn được đào tạo mà không có kinh phí đi, chỉ cần chúng tôi biết được một cái cứ thư ngỏ là anh Dũng và tôi giúp ngay và luôn, thì tôi trần tình cho quý vị thấy ở trên đời này thật sự ra mà nói ai cũng nói rất giỏi, nói rất hay, nhưng khi đụng vào túi tiền đi thì mới biết được người nào tốt hay người nào xấu. Bỏ tiền xuống đi thì hãy nói. Thực sự là tới nay cộng đồng vẫn còn đồn đoán rất nhiều về số tài sản hiện có. Đó thì quý vị, mình nghe qua đoạn ngắn ha, trước thì mình thấy rằng là bà Hằng bà nói rằng là bà đã tài trợ cho một số bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy, mà bác sĩ này bác sĩ giỏi ha. Cái thư ngỏ gửi cho bà Hằng chắc là cái thư ngỏ của giám đốc bệnh viện hay là ai đó đã gửi cho bà Hằng, là để coi như là cái vấn đề này thì để cho các bác sĩ của Chợ Rẫy, mà những bác sĩ giỏi này họ đi tu nghiệp tại Hàn Quốc với cái khả năng là có thể là ghép phổi cho những người bị phổi đó. Thí dụ như cái lá phổi của ta bị hư rồi đó, thì có những người nào mà hiến phổi đó quý vị, họ hiến đó thì nó cùng chung giống máu hay là cùng chung cái gì đó thì sẽ được ghép phổi. Thì các bác sĩ này qua bên Hàn Quốc để học và mấy tháng đó thì thành công về là làm việc tại Việt Nam, tức là làm việc trở lại bệnh viện Chợ Rẫy. Mà quý vị biết rằng là bệnh viện Chợ Rẫy thì phải như mỗi ngày như vậy họ thu tiền bệnh nhân, biết bao nhiêu tiền không, nó kêu như là hàng tỷ đó quý vị, nhưng mà họ vẫn không có bỏ tiền ra, mà họ viết cái thư ngỏ nhờ bà Hằng giúp đỡ. Hoặc là công việc này là công việc của nhà nước mà, của chính phủ, thì nhà nước chính phủ cũng phải là hỗ trợ cho vấn đề bác sĩ đi tu nghiệp, nhưng mà chính phủ kêu như là thì chưa có làm việc, thì bà Hằng bà đã làm trước rồi ha.
bà đã bỏ tiền ra. Thì những chuyện này ai biết đâu, những chuyện này không ai biết quý vị, tại vì người ta làm trong âm thầm mà. Người ta làm người ta đâu cần phải phô trương là báo chí và truyền thông hay là gì đâu quý vị, người ta làm rất là âm thầm. Mà tại vì họ chống phá bà nhiều quá cho nên bà phải kể ra một số những công việc thiện nguyện cho mọi người biết là à mình có làm những trong vấn đề đó, đúng không ạ? Thì quý vị thấy là cái tấm lòng của họ là như vậy thôi. Họ muốn không chỉ giúp đỡ, cái này là họ tạo ra một cái cần câu để cho cái người khác họ câu cá, thay vì coi như là bà Hằng vừa bỏ tiền ra để cho mổ não uống thủy, mổ tim bẩm sinh, giúp đỡ hàng trăm hàng ngàn những cái trẻ em nghèo khó, thì bây giờ bà Hằng bà cũng cho bác sĩ đi tu nghiệp luôn, để chi? Để cho những bác sĩ này họ về lại quê hương của mình, họ nhớ lại những cái ân tình của ông chủ bà Hằng mà đã cho tiền họ để họ qua bên nước ngoài, họ học lấy cái bằng đó, ha, đã tiến bộ vượt bậc, rồi họ về họ mổ lại cho những cái người mà nghèo khó hơn, thì đó cũng là một cách để giúp đỡ, một cách để làm từ thiện, một cách gián tiếp, đúng không ạ? Đó là một những cái vấn đề nhỏ thôi mà bà Hằng bà cũng chia sẻ lại. Thì hôm nay Quốc Võ nghe được cái đoạn clip này ở trên một cái kênh truyền hình đó, nó có những cái lời của những cái cô phát thanh viên này lên để chúng ta thấy rõ ràng rằng là những cái này đã từ trước đây đã có những cái một số những cái kênh truyền hình nào đó họ cũng can đảm, họ cũng mạnh dạn, họ đứng lên để họ bảo vệ cái lẽ phải, chứ không hẳn là tất cả những kênh truyền hình, tất cả những cái báo chí đều là quay lưng với bà Hằng thôi đâu quý vị. Nhưng mà thật sự trong thâm tâm của họ cũng có những người chân chính, có những nhà báo chân chính, có những người phóng viên truyền hình rất là chân chính và họ theo bên vực lẽ phải. Có điều bây giờ là họ đôi khi cũng muốn nói ra nhưng mà vào đưa vào một thứ kẹt đi, ha, thứ kẹt, cho nên họ không nói được thôi. Thật sự mà nói là như vậy. Thậm chí trong giới nghệ sĩ luôn cũng có những người họ rất là chân chính đó. Bây giờ các bạn cùng nghe tiếp nha. Của vợ chồng đại gia này, hợp tác bà Hằng đã tuyên bố số tài sản của vợ chồng bà có đi từ thiện cả đời cũng không hết. Và chúng ta hãy cùng đi tìm lời giải thích cho những đồn đoán nói trên. Là công ty tôi nó có nhiều công ty lắm, công ty xử lý nước thải, công ty bất động sản, cho thuê nhà bãi, kho xưởng, và bây giờ thêm công ty găng tay nữa. Thì tôi không có doanh thu ở cái khu du lịch Đại Nam, thì tôi có những cái doanh thu khác, tôi bù qua. Không ai làm khó gì được tôi đâu. Và thậm chí tài sản của chúng tôi bán, tôi giúp đỡ cái quỹ từ thiện, tôi giúp từ thiện suốt đời cũng không hết nữa. Cô không để cho tôi làm, cũng chửi, cũng rủa, cũng bơi, cũng xới, cũng làm đủ thứ hết. Đến bây giờ vợ chồng tôi bỏ cuộc, bỏ cuộc mà không có hề một tí nào mà thấy mình có lỗi, chỉ có thấy thương quá nhiều người họ xót xa, rồi thấy họ khóc, rồi thấy một cái anh lên đọc một cái thư ngỏ mà tôi cũng không thể nào mà không kịp được nữa. Có thể cuộc đời nó quá ngắn ngủi, sống được ngày nào mình hạnh phúc ngày đó. Quý vị thấy không? Cuộc sống bây giờ nó vô thường quá. Sống nay chết mai rồi không biết nó làm sao. Làm được gì tốt cho đời tôi làm hết. Bây chết đi đâu có đem theo gì đâu. Chỉ mong được làm người tử tế, chỉ mong được mọi người tôn trọng mình, rồi mình thấy vui rồi. Ta thấy quý vị. Thì nói chung là khi mà đóng cái quỹ Hằng Hữu đó, bà Hằng bà từng nói giống như chính bản thân của mình bóp nát trái tim của mình. Bởi vì cái đó là những cái gì mà những cái mục tiêu, những ước nguyện được đề ra và làm từ thời điểm này đến một thời điểm nào đó. Khi mà bé Hằng Hữu nó đủ 18 tuổi trưởng thành rồi đó, thì bà Hằng sẽ giao lại, bà Hằng ông Dũng sẽ giao lại hết tất cả những cái quỹ Hằng Hữu này để cho bé. Tại vì bé cũng có một trái tim rất là nhân hậu, giống cha, giống mẹ mình. Có trái tim nhân hậu thì 18 tuổi thì thật sự mà nói rằng là ước nguyện của ông bà là giao hết lại cho bé để quản lý. Rồi ông bà sẽ nghỉ ngơi là đi du lịch chơi hoặc là đi đâu đó để hưởng
cái quãng đời còn lại của mình. Đó là ước nguyện. Thì cho đến năm 2030 đó là sẽ giao hết lại cái quỹ hằng hữu đó cho bé hằng hữu. Nhưng mà tự nhiên là nó đến một cái lúc nào đó, cái thời điểm mà phải nói rằng là giống như là không còn có thể duy trì được nữa. Và chính bà Hằng đã tuyên bố là sẽ đóng cái quỹ hằng hữu đó, bởi vì có quá nhiều những thế lực họ vào để họ chống phá. Họ muốn là phải là đó, coi như là xóa tan đi tất cả những cái điều mà thiện lành ông bà Dũng Hằng đã làm, ha, bằng mọi 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 cách, ha. Họ phải đập bỏ hết tất cả để làm cái gì thì mình không biết, để cho hả giận, để cho hả hả cơn ghen tức hay là cái gì đó. Nhưng mà cái này ông bà Hằng đâu có thiệt hại đâu quý vị, không làm nữa thì càng tốt, bởi vì đâu có còn phải bỏ tiền ra nữa. Nhưng mà cái người thiệt hại đầu tiên là các em bé. Các em bé không được cứu sống. Những trẻ em là cái gì quý vị? Trẻ em là mầm non của đất nước, đúng không ạ? Biết đâu được sau này những đứa bé đó nó có thể nó làm lên chức vụ cao nhất. Có thể làm tới chủ tịch nước, bí thư, vân vân. Hoặc là có những cái người họ có thể làm ra những cái gì đó mà nó giúp đỡ cho đất nước rất là nhiều. Hoặc thậm chí có những cái em bé trong đó là những người rất là giàu có, cũng cỡ như tương đương cỡ ông Dũng mà Hằng trở lên, và họ chúng nó sẽ quay lại để chúng nó làm những công việc thiện nguyện, bởi vì ngày xưa chúng nó cũng là những người được cứu sống bởi những cái người làm thiện nguyện, thì sau này lớn lên nó sẽ nhớ được cái công ơn đó và chúng nó sẽ tốt tiếp tục làm thiện nguyện, duy trì cái sự mà coi như là thiện lành đó, ha. Thì thưa quý vị, họ đành phải đóng cái quỹ đó. Và khi mà đóng quỹ đó rồi đó, thì có rất là nhiều những giọt nước mắt đã rơi. Nó rơi không chỉ là đối với chúng ta, mà nó rơi còn về cái vấn đề của những cái người cha mẹ của những đứa trẻ đang chờ đợi tới lượt mình. Thậm chí là những người cha mẹ đã được con đã được mổ tim rồi, và may mắn chỉ mổ một lần thôi là đã hết bệnh rồi, nhưng mà họ có bạn bè, họ có những cái người thân, và họ có biết được những cái người mà họ đang chờ đợi tới cái ngày, tới cái lịch để mổ mà không mổ được. Có vợ đã từng thấy, đã từng nghe những cái giọt nước mắt của những người đó và những lời tâm sự chân thành của những người đó, mình cảm thấy đau vô cùng quý vị, rất đau luôn. Và nếu quý vị nào mà không đau thì quý vị không có cái trái tim. Không có trái tim quý vị. Rất đau nha. Khi mà bà Hằng bà tuyên bố đóng cái quỹ đó đó, thì tất cả chúng ta, những người mà có một cái trái tim lương thiện đó, đều bàng hoàng quý vị. Đều bàng hoàng. Ha. Thì đó là những người ở ngoài cuộc thôi, chúng ta là những người đó là chúng ta đã cảm thấy rằng là bàng hoàng rồi. Như vậy thì đối với một bà Hằng bản thân, nếu chúng ta đặt mình trượt vượt trượt của bà Hằng thì sao? Bà nói là mình đóng cái quỹ hằng hữu của mình mà giống như là bản thân, chính bản thân mình bóp nát trái tim của mình. Bởi vì cái đó là đứa con tinh thần của mình mà. Đúng không ạ? Bây giờ quý vị cùng tiếp tục nghe nghe tiếp nè. Cổ vũ mình chút xíu thôi, không cổ vũ cũng không sao, nhưng đừng xúc phạm quá đáng gì không có được. Và quý vị biết không, giọt nước tràn ly, ba bốn mũi tấn công, rồi bạn bè, rồi VOV đến, chúng tôi không còn ý chí, không còn một chút cảm xúc nào để mà muốn làm một cái điều gì đó hết. Thật sự quý vị, nhục chí anh hùng. Mà những người như chúng tôi đâu phải dễ nhục chí đâu, kiên trường gian nan suốt bao năm. Con người ta luôn có những mong cầu nhất định trong cuộc sống, mỗi người luôn có mục đích đến để vươn lên và vượt qua chính bản thân mình. Vậy với một doanh nhân thành đạt như bà Hằng, khi đã có trong tay khối tài sản khổng lồ, có tiếng nói, địa vị trong xã hội, thì bà ấy sẽ có mong cầu gì? Là từ hôm nay trở đi, một điều mà duy nhất tôi mong cầu là câu chuyện của ông Võ Hoàng Yên là sớm được kết thúc để trả lại sự bình an cho đất nước. Đó thì nhắc đến đây, nhắc đến ông Võ Hoàng Yên đó, thì chúng ta cũng nhớ lại cái thời kỳ đầu.
Cái thì cái đầu mà khi mà bà Hằng đã đứng ra để đấu tố ông Võ Quỳnh Yên để vạch trần ra những cái điều mà sai trái khi mà cái cách chữa bệnh nó không có đúng khoa học và nó gây ra một cái sự giống như là mê tín dị đoan vậy đó. Nó gần giống như vậy quý vị, đã lừa coi như là tất cả mọi thứ, giống như là tự nhiên đặt ra một cái danh xưng là thần y ở trên đời này, làm gì cái thần y quý vị. Chỉ có những bác sĩ mà trị bệnh mát tay thôi, có thể là tùy những cái người đó họ là lương y thật sự thì họ họ chữa bệnh nó mát tay cho nên nó mau lành bệnh, hoặc là những có bác sĩ giỏi có đầy kinh nghiệm đó, thì họ nhìn qua họ biết bệnh gì rồi họ cho thuốc là nó đúng bệnh thì nó mau hết. Chứ cái gì vấn đề về thần y giống như ngày xưa mà cái thời mà vừa Truyện Kiếm Hiệp đó, là cái thời đó là cái chuyện là học giả tưởng quý vị. Không bao giờ mà có cái chuyện mà câm điếc bẩm sinh mà dỗ tai mà kéo lưỡi mà nó hết được, không hề có bao giờ cái chuyện đó xảy ra. Nếu mà có được chuyện đó thì chắc là những nhà coi như là những nhà mà thần y đó đó, những người thần y đó chắc được mời qua bên như là bên Mỹ để mà coi như vào những cái viện này viện nọ, viện y học này nọ để mà giảng dạy, hoặc là coi như là nổ tung cái là cả cả một cái thế giới luôn rồi về cái vấn đề về 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 cái cách chữa bệnh mà thần kỳ này rồi, mà coi như là không thể nào mà tin tưởng được cái việc như vậy. Mà vì những cái người nghệ sĩ mà nổi tiếng họ 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 họ, 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 họ quảng bá cho cái tên tuổi đó, làm cho những người mà khác khán giả họ là theo dõi là họ là tin là thật, cho nên là họ mới theo, đi đến đâu là cái như là quỳ lạy đến đó, tôn vinh thành một thần y. Chính bà Hằng, bà ông Dũng ban đầu cũng tưởng là như vậy, nhưng mà sau khi mà cái như là quen biết với nhau rồi là phát hiện ra là cái này là toàn là giả không à, thì mới phát hiện ra như vậy, bị lừa rồi mới tức, rồi mới là vạch trần ra. Mà đến cái thời điểm đó, đó thì ông Võ Hoàng Yên ông cũng muốn trả lại tiền cho bà Hằng 200 tỷ, ha, 200 tỷ. Và cuối cùng ông trả trước là 17 tỷ vô trong tài khoản, còn 100 là 83 tỷ ông cũng muốn trả lại, nhưng mà bà Hằng từ chối, kiên quyết là từ chối, bởi vì bà muốn là vạch trần cái này sự này ra, và bà muốn được cái như là cơ quan chức năng vào cuộc để điều tra và xét xử, chứ không có vụ mà trả lại tiền xong rồi là thôi, không phải như vậy. Bà không muốn là tiếp tục người dân bị lừa nữa, cho nên mới là chiến đấu đến cùng để vạch trần ra. Nhưng mà không ngờ là đụng phải những thế lực coi như là phải nó khủng khiếp, không đơn giản ha, không đơn giản. Cho những con người đã từng bị ổng lừa dối, lừa gạt để họ còn tìm thấy một chút an ủi nào đó trong cuộc đời này. Và câu chuyện thứ hai nữa là tôi rời bỏ tất cả những cái mối quan hệ nó không thuộc về tôi. Và cái điều thứ ba nữa tôi khẳng định là một điều là tôi không có liên quan gì những cái mối quan hệ phức tạp trong và ngoài nước. Một lòng tôi sống theo thượng tôn pháp luật, và một lòng là tôi sống vì dân vì nước. Trước đây có thể là tôi còn đóng góp, nhưng có khi tôi không đóng góp nữa, nhưng tôi cũng không bao giờ đi ngược gió. Nhớ là như vậy, cho nên đừng có quy chụp tôi và đừng có kéo tôi vào những cái câu chuyện không không đúng với cái level của tôi, à, với ước mơ ước muốn của tôi. Tôi 50 tuổi rồi, tôi chỉ muốn được sống bình an, muốn được cống hiến thôi, chứ tôi không muốn gì cả. Đó, quý vị nghe qua thì quý vị sẽ thấy như thế nào? Mình thấy rõ ràng là cái tiêu chí của bà Hằng đề ra từ ban đầu và đến gần cuối cùng thì cũng thế thôi. Nói chung là không có chống phá nhà nước, không có đi ngược cái đường lối của đảng nhà nước, hoặc là chống phá chế độ, hoặc là làm bất cứ một cái gì mà nó có thiệt hại đến nước Việt Nam. Chắc chắn là như vậy. Cho nên là có những thế lực họ vào để họ họ đánh phá và họ nói rằng là thế này thế nọ, nhưng mà thật sự là mình nghĩ ngược lại đi quý vị, ngược lại đi là những cái người mà chống phá bà Hằng đó mới là thật sự là mới đi ngược với cái đường lối đó, bởi vì họ có những cái mối quan hệ hơi phức tạp ha.
chúng ta cũng đã biết rồi đó, mình cũng không có muốn nói thẳng ra làm gì, nhưng mà xem qua từ hai phía là chắc quý vị cũng đã biết rồi là những cái mối quan hệ họ như thế nào đó. Đến thời điểm này thì một số những cái luật sư gì đó quý vị, ba luật sư gì đó cũng đã là coi như là tìm đường qua Mỹ rồi đó, phải không ạ? Đó thì đó, mình nghe qua những cái lời tâm sự của bà Hằng để mình đúc kết lại một điều rằng là ở trên cuộc đời này đó, mình làm người tốt cũng không không hề dễ dàng chút xíu nào cả. Cho dù quý vị có đem tiền ra, quý vị làm từ thiện bằng tiền túi của mình, thì cũng có những người họ không thích, họ ghen ghét, rồi họ đố kỵ, rồi họ lại tìm cách họ bịa đặt, họ kiếm chuyện, họ vu khống nhục mạ mình đó, để coi như là đè bẹp mình xuống. Nó khổ như vậy đó quý vị, chứ không đơn giản đâu. Chứ đừng có nói mà mình kêu gọi quyên góp mà từ thiện nha, bỏ ra một ít tiền trong túi xong rồi quyên góp là còn 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 khó hơn nữa. Cái này là bà Hằng ông Dũng là bỏ 100% tiền túi ra đó quý vị, rồi sau này đòi bà Hằng phải sao kê cái quỹ hằng hữu một cái cách rất là buồn cười. Người ta coi như là yêu cầu sao kê những cái trường hợp mà đã quyên góp từ thiện để mà ủng hộ miền Trung đó, thì họ yêu cầu sao kê, chứ làm gì có cái chuyện mà có một cái công ty của cá nhân họ bỏ 100% cái tiền của họ ra để làm từ thiện mà bắt họ sao kê, là cái chuyện đó khá là buồn cười. Nhưng mà vẫn vẫn có những người họ yêu cầu như vậy, họ bắt như vậy quý vị. Rồi sao? Họ tìm cách để họ làm gì? Họ gửi tiền vào trong tài khoản. À, với mục đích là họ có cái cớ để mà sao kê. Thấy không? Khi mà bà Diệp Trụ bà mới quay lưng lại đó để bà đấu tố ra những cái người mà đứng về cái phía của bà cái cách ngày xưa đó, thì mới lòi ra là cái phía của Thanh Trần đưa cho bà tiền bao nhiêu triệu đó để làm gì? Mở ra 10 cái tài khoản, mỗi tài khoản một cái như là giả vờ nha, giả vờ như là chuyển khoản vào trong cái quỹ hằng hữu đó 5, 10 ngàn, 20 ngàn thôi, để có cái cớ để mà bắt cái quỹ hằng hữu phải sao kê. Thưa quý vị, nhưng mà rồi không sao, người ta làm thật là người ta có đầy đủ chứng cứ đầy đủ hết á, cho nên cuối cùng bà Hằng ông Dũng vẫn sao kê, đúng không ạ? Vẫn sao kê, và nó rõ ràng là mọi thứ khi mà báo chí họ đưa lên rồi chúng ta mới thấy rõ ràng là cái quy mô mà làm từ thiện của ông bà Dũng Hằng quá khủng khiếp. Nhờ những người đó họ sao kê, nhờ công ty Đại Nam họ sao kê, cho nên chúng ta mới thấy được rằng là cái mức độ khủng khiếp mà khi làm từ thiện của ông Dũng bà Hằng, chứ nếu không là chúng ta không tưởng được con số lớn như vậy quý vị. Mà không chỉ là quỹ hằng hữu không đâu, không chỉ có vấn đề về mổ tim với là mổ não ung thủy không đâu, mà nó còn rất 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 nhiều những cái vấn đề khác nữa. Rồi khi tới mà cái như là cái vấn đề gì nữa quý vị, khi cái dịch Covid-19 nó ập đến, thì trong khi là một số các quan chức cấp cao của chính phủ làm cái gì quý vị, ăn trên xương máu của người dân. Đến thời điểm này thì quý vị biết rằng là tòa án đang xử, mà nghe nói cái phiên tòa này xử tới 1 tháng mới xong, bởi vì nó quá nhiều những nhân vật liên quan, 54 người hay sao đó. Trong đó có 18 hay là 21 người gì đó là những nhân vật cấp cao của chính phủ luôn, giữ những nhân vật rất là lớn. Không, chỉ thua có mỗi là ông tổng bí thư với lại là ông chủ tịch nước thôi quý vị, còn những nhân vật đó là coi như là rất rất lớn luôn. Vậy mà họ làm cái gì, họ lại nở lòng nào mà coi như là trong cái mùa đại dịch Covid-19 mà họ lại lấy tiền họ bỏ vào túi tham của họ. Cho nên không thể nào mà chúng ta chấp nhận được những cái con sâu này mà nó nằm ở trong đất nước Việt Nam để làm rầu những cái nồi canh. Trong bất kỳ một đất nước nào, trong bất kỳ một cái chế độ nào cũng có người tốt người xấu, không phải ai cũng hoàn toàn là xấu, mà cũng chẳng phải là tất cả mọi người đều tốt. Tuy nhiên làm sao để cái tốt nó lên ngôi, cái xấu phải được đánh đánh bại những cái tốt đó. Cho nên bây giờ là mọi người rất là mừng mừng luôn, rất là vui mừng khi mà như là nhà nước đã bắt đầu là đem ra những cái nhân vật đó đó ra để mà xét xử một cách rất là cho công tâm, mà nghe đâu là cũng tự tử hình cũng khá nhiều đó các vị.
bây giờ là có những cái vấn đề báo chí lên rồi nói rằng là giả khùng giả điên đó chứ, có giấy xét nghiệm tâm thần này đó để coi như là được giảm nhẹ cái hình phạt đó quý vị. Cho nên quý vị thấy rõ ràng là cái bà Hằng là bà làm như thế nào, bà làm cái gì đó. Khi mà cái những cái lời nói của bà Hằng hồi nãy đó được post lên trên mạng xã hội đó, thì có một vài những cái lời bình luận nha, thì Quốc Võ sẽ đọc cho quý vị nghe một cái lời bình luận của một cái người gọi là An An Thái gì đây nè. Để coi An An Thái này là một cô gái nào đây, nhìn mặt cũng xinh xắn lắm, nhìn mặt thì cũng ok lắm, nhưng mà coi như là đầu óc lại có một vấn đề. Quốc Võ nói thẳng luôn cho nha, Đừng có quy chụp tôi, đừng có. bây giờ là Quốc Võ nói thẳng cho các bạn biết luôn, những cái người nào á mà nói bà Hằng tại sao lên mạng mà chửi này chửi nọ đó, ha, bà Hằng là người mà nói xạo đó, láo đó, nổ này đó đó, gọi là Hằng nổ này đó đó, là những người đó thật sự mà nói không biết cái não của họ đang lắp vào 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 đâu nữa, cái não của họ hình như là nó không nằm trên đầu hay sao đó. Nói rằng là xạo, chị nói muốn bình yên mà chị chửi nhiều quá vậy, nếu chị đừng chửi thì giờ này đâu có vô tù. Đây là quý vị, mặt mũi thì nhìn cũng xinh xắn, nhưng mà sao thứ nhất là nói đánh sai chính tả tùm lum tá lả, không phẩy không chấm không gì hết. Thì thưa quý vị, đâu phải bà Hằng muốn chửi đâu quý vị, với một cái tầm cỡ, một cái level đó, gọi là cái level tầm cỡ giống như bà Hằng không đơn giản. Để lên được một cái level mà tỷ phú đô la để quản lý cả một công ty Đại Nam, dưới tay của bả là hàng ngàn nhân viên thì không hề đơn giản đó vậy, không phải là người mà tầm thường. Cho nên là cái như là mình đừng không có áp đặt được cái suy nghĩ của mình vào cho bà Hằng được. Mỗi người đều làm ra bất cứ một cái gì cũng có nguyên nhân, có một cái lý do. Phải có cái lý do gì đó rất là đặc biệt luôn. Thì bà Hằng bấm lên mạng bà chửi chứ không thể nào khơi khơi tự nhiên là rảnh quá lên mạng chửi mỗi ngày như vậy, nổi cái mà bà ngồi để bà ký đơn không á, bà ký hợp đồng, bà ký những cái giấy này giấy tờ này giấy tờ nọ không có trong công ty của bà không á là hết giờ rồi, đâu có rảnh đâu mà lên mạng đó bà chửi cái vậy. Nhưng vấn đề chỗ bà chửi là vì lý do gì chúng ta phải hiểu, còn nếu như mà mình không hiểu được thì thôi thua bỏ tay. Đến thời điểm này mà quý vị coi như là còn nói tại sao bà Hằng lên mạng bà chửi cái này chứ nọ, thôi tôi bó tay luôn á, không không còn gì để nói luôn á. Thôi ai muốn hiểu hiểu gì thì cứ hiểu đi, không chứ còn mình không có khó muốn giải thích nữa. Mệt rồi. Rồi thì nói chung thưa quý vị, hôm nay thì Quốc Võ cũng dành chút xíu thời gian để mình cập nhật thông tin cho quý vị, đồng thời cũng là nói lên những cảm xúc nhất định nào đó mà khi mình coi qua mình những cái clip gì đó thì mình cảm thấy rất xúc động. Thì cái clip này bà Hằng bắt đầu có chửi đâu đúng không ạ? Không có chửi nhưng mà nói rất là thâm thúy, nói nhẹ nhàng nhưng mà nó thấm đó. Thì thật sự mà nói rằng đó là cùng một trong những cái tâm sự đó mà thầm kín đó. À như vậy thôi. Thì Quốc Võ cũng xin chúc cho quý vị một ngày mới an khang và thịnh vượng, nói chung là vui vẻ tràn đầy những hạnh phúc ha. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một cái clip mà sau đây để biết thêm chi tiết về một số những cái khuyến mãi đặc biệt của những cái sản phẩm của Quốc Võ đã bán trên thị trường đó, đặc biệt là đông trùng hạ thảo và collagen nha, với lại trà acetoba nữa. Thì những sản phẩm này những sản phẩm rất là tốt luôn, Quốc Võ đã dùng qua rồi và đã bán ra thị trường và quý vị mua rồi về uống và cảm thấy rất tốt, cũng có những cái lời review ha và cũng tái order. Cho nên là đây là một trong những cái điều rất tuyệt vời mà Quốc Võ muốn dành cho mọi người trong tháng 7 này, là cái tháng cũng đặc biệt cho nên sẽ có khuyến mãi đặc biệt luôn nha quý vị nha. Đó thì bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi cái clip sau đây ha. Quốc Võ đang uống cái trà là Acetaba quý vị.
Ashitaba là một cái loại trà mà rất là đặc biệt, sản xuất từ Nhật Bản luôn quý vị. Đó, cái trà này uống vô để giảm mỡ trong máu ha, tức là giảm cholesterol, rồi tránh đột quỵ nè, tránh đau nhức khớp tay khớp chân nè ha, giúp cho chúng ta ngủ ngon nè, điều hòa khí huyết nè, tất cả mọi thứ. Thì quý vị biết rằng là trong cái tháng 6 này là cái tháng của cái ngày mà lễ cha, tức là Father's Day đó, lúc nào cũng vậy hết á. Một Mother's Day không thôi sau là tới là Father's Day của tháng 6 luôn quý vị, thì cũng có những đợt khuyến mãi đặc biệt luôn. Đó, đây là trà Ashitaba đó, một hộp như vậy đó quý vị là 60 gói, bên trong nè quý vị mở ra nè, thấy không, 6 ngăn, mỗi ngăn 10 gói, tức là 60 gói đó. Họ làm cái hộp rất đẹp ha. Cái hộp trà này có vỏ bán là 65 đô la cho một hộp nha, 65 đô la. Mà nếu như quý vị nào mua 3 hộp, mua 3 hộp như thế này nè, là Quốc Võ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Đây, chai dầu này quý vị nè. Đó. Chai dầu này nha và một hộp trà nhỏ này. Nếu như quý vị nào mà mua 3 hộp trà lớn thì quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ và một chai dầu Tibet. Hộp trà nhỏ này Quốc Võ bán là 25 đô la, chai dầu này Quốc Võ bán là 15 đô la, như vậy là cái quà phần quà tặng là 40 đô la quý vị. Quà tặng là 40 đô nếu quý vị nào mua 3 hộp trà lớn này, mỗi hộp 65 đô la. Đó, đã chưa? Rồi, đó là cái phần nói về là trà. Rồi, bây giờ mình nói tới cái bột dinh dưỡng. Bột dinh dưỡng Ashitaba. Đây quý vị, nó cũng là cùng một hãng luôn, tức là hãng Ashitaba luôn, từ Nhật Bản luôn quý vị. Nhưng mà cái này là bột. Nếu như mà quý vị nào đó mà làm biếng ăn nè, ví dụ như mình không có thời gian để ăn sáng nè, mình đi làm sớm quá, thì mình dùng hai gói bột này, mình đổ vào trong một cái ly cao cỡ này, rồi mình đổ nước sôi vào, mình quấy đều lên, mình uống hết cái ly nó là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn sáng luôn nha quý vị nha. Chỉ cần hai gói thôi quý vị ha, hai gói thôi. Hoặc là quý vị nào mà không muốn ăn trưa đó, ví dụ mình làm nail, mình làm tóc, hoặc là mình làm cái nghề gì mà không có thời gian ăn trưa đó, thì mình cũng có thể dùng hai gói bột này, mình đổ vào trong cái ly đó, mình khuấy đều lên bằng nước sôi rồi mình uống là đủ chất dinh dưỡng cho một bữa ăn trưa. Bởi vì sao quý vị? Bởi vì trong này có 36 chất lượng. Người ta nói ngày xưa là bột ngũ cốc đó, ngũ cốc là chỉ có 5 chất thôi, mà bây giờ có 36 chất luôn quý vị. Nó rất là đủ chất dinh dưỡng cho mình luôn. Dĩ nhiên nó không có thịt cá trong này, nó không có thịt cá, tức là dành cho những người nào mà ăn chay trường được luôn quý vị ha. 36 chất dinh dưỡng. Phía sau này nó có cái hình nè, cái hình này là chụp là 36 chất dinh dưỡng nè quý vị nè. Trái cây, củ quả, rau gì đó đủ thứ trong đây hết quý vị. Đó. Hoặc là quý vị đi làm về mệt buổi tối đi, mình không có thời gian để nấu cơm và mình cũng mệt mỏi quá, mình không muốn ăn cơm tối đó, thì mình có thể dùng hai gói bột này để mình khuấy đều lên và mình uống luôn cũng được luôn quý vị, là thay bữa ăn tối luôn, đủ chất dinh dưỡng luôn quý vị. Đó, đã không? Như vậy thì coi như là cái hộp bột này nè, cái hộp này nó có 60 gói, giá là 95 đô la cho một hộp quý vị nha. 95 đô la cho một hộp này. Mà nếu như mà quý vị nào mà mua một hộp này đó, thì Quốc Võ sẽ tặng cho quý vị một cái hộp trà nhỏ này. À, đã chưa? Toàn là quà tặng không quý vị, hộp trà nhỏ này đó. Chỉ cần quý vị mua một hộp trà này thôi là quý vị sẽ được tặng một hộp trà nhỏ này. Đã chưa? Vừa có bột vừa có trà luôn mới mới đã chứ. Chỉ có 95 đô la thôi quý vị. 95 đô la thôi. Đó. Rồi. Thì cái đó là coi như là mình vừa mới nói là trà Acetaba và bột dinh dưỡng Acetaba. Bây giờ mình sẽ nói tới một cái đặc biệt hơn nữa là cái gì quý vị biết không? Đông trùng hạ thảo, cái này mới ghê nè quý vị. Đây. Quý vị thấy cái hộp này không? Cái hộp này họ thiết kế rất là đặc biệt, rất đẹp luôn, mình mở nắp ra nè. Đây, đó. Mở nắp ra là bên trong nó có một cái chai. Cái chai này họ làm cái nhãn hiệu rất là đẹp luôn quý vị. Rất là đẹp luôn. Trong chai này có 90 viên, tất cả viên con nhộng quý vị ha, viên con nhộng 90 viên đông trùng hạ thảo. Thì quý vị nói rằng cái nó quá tuyệt vời, nó không có cái gì mà nó hơn đông trùng hạ thảo được hết đó. Đó, nó ngang hàng với lại là Fucoden đó quý vị. Thì cái đông trùng hạ thảo này nó ngăn ngừa ung thư nè. Nếu như một quý vị nào mà bị mà ung thư thì lúc mà bị xạ trị đó, thì cái này nó cũng giúp cho rất là nhiều luôn. Nó cái gì đó, nó hạn chế sự tăng trưởng của tế bào ung thư ha. Và nếu như quý vị nào mà chưa bị ung thư đó, thì cái này là ngăn ngừa ung thư rất là tốt luôn. Ngoài ra nó trị rất là nhiều những cái bệnh giảm mỡ,
giúp ngủ ngon, tránh đột quỵ, tránh đau khớp, tăng cường lượng đường huyết, tránh cao mỡ, giúp chúng ta khỏe mạnh trong người. Mình uống buổi sáng nha quý vị nha, buổi sáng như vậy mình uống 2 viên là đủ rồi đó, một ngày 2 viên thôi. Sáng thức dậy một cái đó là uống liền, làm một ly nước nước lọc cao cái này nè, nặng thêm chút xíu chanh hay là gì đó vô cho nó khử độc tố, rồi mình uống 2 viên này nè vô trước khi ăn sáng, đó là tuyệt vời luôn quý vị. Mình uống bảo đảm 7 ngày thôi là mình thấy nó khác, cơ thể mình khác liền. $200 một hộp này quý vị, chỉ có $200 thôi một hộp này thôi. Mà trong cái thời, trong cái mùa tháng 6 này, quý vị biết rằng là nếu như chúng ta mua 2 hộp này thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này và một chai dầu Tibet này, thậm chí free shipping quý vị luôn nha, free ship luôn. Nếu như quý vị mua 2 hộp đông trùng hạ thảo, mỗi hộp $200, 2 hộp là 400, thì Quốc Bảo sẽ tặng cho quý vị một hộp trà nhỏ này cộng thêm một chai dầu Tibet này và free shipping cho quý vị luôn. Bậy chưa, hết sảy luôn còn gì nữa. Đó rồi, cái đó là mình nói tới đông trùng hạ thảo. Và bây giờ cũng đặc biệt nữa, không kém, cái mặt hàng này là Quốc Võ đã bán cho thị trường rất nhiều rồi quý vị, mọi người mua ủng hộ và đã tái order tới 3-4 lần rồi quý vị. Đó là cái gì? Collagen. Collagen là từ Nhật Bản. Đây, một cái hộp này nè quý vị nè, một cái hộp này gồm có 10 lọ, mỗi lọ nó như thế này. À, đã chưa, 10 lọ nha, 10 lọ mỗi hộp. Collagen thì quý vị biết rằng là nó làm cho chúng ta là da dễ hồng hào nè, tẩy tế bào chết nè, những người nào bị tàn nhang nè, bị nám mặt nám mày nè, ha, nhất là quý vị mà từ 40 tuổi trở lên đó, bắt đầu là cái da mình nó có chiều hư hướng là nó hơi nhăn nhăn các quý vị, đó, chân chim này nó đó. Rồi là cái đông trùng hạ thảo này đó, là cái collagen này nè, nó sẽ giúp cho mình là tái tạo lại da mới ha, căng da sáng bóng, không cần phải chích botox hay là cái gì cả. Rồi móng tay móng chân rất tốt luôn. Cái này mình uống trước khi đi ngủ nửa tiếng ha, trước khi đi ngủ nha, uống nửa tiếng là mình uống một lọ này vô, giúp cho mình ngủ ngon ha, ngủ rất ngon. Ngoài ra làm cho mình là trắng da dài tóc, tuyệt vời luôn. Móng tay móng chân rất là chắc khỏe luôn đó, cảm thấy tinh thần mình sảng khoái, nó làm cho mình ngủ sâu. Ví dụ như là mình ngủ từ 12 giờ khuya là mình ngủ đi, thường thường Quốc Võ ngủ là sau 12 giờ khuya không à, tại mình làm việc nhiều. Mình uống vô một cái lọ này, ngủ một giấc luôn cho tới 7 giờ luôn quý vị, không tiểu đêm luôn. Nếu như mình uống cái đông trùng hạ thảo này nè, mình uống cái này là buổi sáng, mình uống cái này buổi tối, hai cái kết hợp với nhau, không tiểu đêm luôn quý vị, là một giấc từ 12 giờ khuya tới 7 giờ sáng luôn quý vị, ngủ sâu và ngủ ngon thì nó khỏe trong người. Chứ nếu mà mình ngủ mà nó trằn trọc băn khoăn rồi mình nhớ chuyện này nhớ chuyện nọ đó là nó mệt mỏi lắm. Cho nên là giúp cho chúng ta ngủ sâu và ngủ ngon thì đây là collagen nha quý vị nha. Một hộp này đó $90 một hộp này quý vị, $90 một hộp này nha. Mà trong cái mùa tháng 6 này là cái tháng mà ngày lễ tạ ơn cha đó, thì Quốc Võ sẽ có được khuyến mãi rằng chúng ta mua 2 hộp tặng 1 hộp. À, mua 2 hộp tặng 1 hộp nha, mua 4 hộp tặng 2 hộp và mua 6 hộp tặng 4 hộp. Và khi nào quý vị mua 6 hộp đó, ngoài cái tặng 4 hộp ra thì Quốc Võ tặng thêm một cái chai dầu Tibet này nè. Chai dầu này bán lẻ 15 đồng nha, sản xuất tại Mỹ 100%. Chai dầu này sản xuất tại Mỹ, giúp cho chúng ta bị đau nhất chỗ nào là mình thoa cho đó. Đó, thoa rồi bị cảm cúm sổ mũi, hít vô một cái là nó hết, đau nhất hoặc là con gì cắn là thay vô là nó hết quý vị. Chai dầu này nè, sản xuất tại Mỹ nha, $15 chai dầu này. Nếu như quý vị nào mua 2 hộp collagen mình tặng 1 hộp, nếu quý vị mua 4 hộp mình tặng 2 hộp, nếu quý vị nào mà mua 6 hộp mình tặng 4 hộp và tặng thêm chai dầu này nữa nha quý vị nha. Nhưng mà cái này nó rất là nặng, cho nên tiền shipping là quý vị phải trả nha, chứ không có free được. Tiền shipping là quý vị phải trả tiền shipping, tính toán theo cái khối lượng mình mua bao nhiêu thì tính toán là cái giá shipping bao nhiêu. Một cái hộp này nặng lắm quý vị, đó rất nặng nha, mà 10 hộp là nặng dữ lắm. Cho nên là mình chia ra làm 2 kiện hàng. Ví dụ như quý vị nào mà mua là 6 hộp tặng 4 hộp thì tổng cộng là 10 hộp đúng không, thì mình chia ra 2 kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp để mình ship. Bởi vì nếu mình bỏ vô một kiện hàng mà 10 hộp thì cái người mà bưu điện họ nặng quá, họ khiêng không nổi rồi họ quăng bể, tại cái chai này nó bằng thủy tinh.
chai này bằng thủy tinh như quý vị nha, cho nên là nó dễ bể. Vì vậy cho nên nếu mình bỏ một kiện hàng mà 10 hộp luôn á thì nó quá nặng đi, nó tới 30 mấy pound là nó nặng quá. Thì cái người mà bưu điện đó họ sẽ không khiêng nổi và họ quăng nó bể. Cho nên Quốc Võ sẽ chia ra làm hai kiện hàng, mỗi kiện hàng là 5 hộp thôi. Thì nó sẽ nhẹ hơn thì dễ hơn. Đó. Cô đi chào quý vị nha. Quá tuyệt vời luôn. Mời quý vị. Thì đó là những sản phẩm mà Quốc Võ đang chia sẻ cho mọi người trong cái tháng 6 này, là cái tháng lễ tạ ơn cha. Và nếu như quý vị mà thương mến Quốc Võ trong thời gian vừa qua đó, thì Quốc Võ xin cảm ơn rất quý vị rất là nhiều. Có nhiều quý vị cũng đã tái order trở lại để mà cùng đồng hành chung Quốc Võ trong suốt thời gian vừa qua, thì đó là những cái điều rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn quý vị rất nhiều và ủng hộ Quốc Võ bằng cách là chúng ta nhấn vào nút subscribe kênh, like vào cái đường cái clip này, đồng thời cũng là order sản phẩm bằng cách là chúng ta gọi điện thoại cho Quốc Võ, số điện thoại là 714-247-9474, 714-247-9474. Hoặc là quý vị nằm ở xa đó thì mình có thể là liên lạc qua Zalo. Zalo đó là số điện thoại là cộng 1 nha, nhớ là cộng 1 714-247-9474. Rồi, xin chào tạm biệt quý vị và chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là yên bình hạnh phúc và thân tâm an lạc nha. Okay, I love you.